đi đổ xăng tính cả giờ đi chơi á, tại xe nó hư dục sơn nên dùng sửa. Vậy hả? Đi đổ xăng tao nhủ nhà tao dắt rồi đó. Cái xăng bữa nay sao? Bị trùm khủng bố nó đánh bom hay sao vậy? Đâu có đâu, đổ xăng Đây là rồi. tụi nó đi hút thuốc rồi quăng vô cho nổ cái xăng. Không, đổ xăng rồi tại vì dây xe nó bị đứt rồi nó hư ít nữa nên Vậy sao. hả? Bình thường thấy tự sướng không không? Thấy tình hình tự sướng không không? Tôi điện thoại đây. Chơi điện thoại cho biên rồi. Được anh em học. Điện thoại đây. Điện thoại hết pin rồi. Điện thoại đây. Thường á mấy đứa nó tự sướng á, nó đi đâu nó tự sướng được hết trơn. Nhìn thôi. Ôi chà chà. Dễ Không, sướng. tại nãy đi 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 lấy clip đó, rồi trà xe lâu quá nên nên Ủa? nên điện bạn đi chơi thôi. Vậy hả? Con này con nào? Nhóm bạn ấy cùng mấy Cô ấy hả? Đi đổ xăng. Xe hư. Xe hư. Rồi xong giờ hẹn bạn là sao? Đi có hai đứa à? không đi ba ông nữa mà Ở ba đứa giọng có con còn không à? tại mấy con kia nó điệu cũng đâu chụp hình chung với anh đâu. Ủa vậy hả? Zalo. Zalo rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hết rồi ha. Không, 11 đứa, đứa hay 10. Ê sao lên? Chả chịu, 11 đứa mới chịu, vậy đâu găng đứa đi. Tao không đứa đi. Đứa kia nhắn tin bên ai nhắn xin luôn. Vậy hả? Vậy là tụi nó cho đem cây rồi đó không, nó bẻ kiểu hết mới đi được con đó không? Không có con này đi con khác đúng không? Ông lại nó đi chơi với bồ nó rồi, lại có đứa này tay nên đi chung chơi thôi, nó tâm sự buồn. Có gì là lòi ra nãy giờ hẹn nó đi chơi đúng không? Nghe. Giấu đầu lòi đuôi. Giấu đầu lòi đuôi. Giấu đầu lòi đuôi. Nghĩ sao vậy? Nghĩ sao á? Vợ ở nhà đi chồng đi đổ xăng, cái chồng chở vợ đi công viên chơi. Nó đi đổ xăng cái đầu ngủ nhà đừng giấc à. Vậy đó. Tính ngủ thì không khỏe, biết đi chơi đâu. Nói đi rồi, đi đổ xăng đi về ha. Còn rửa chén giặt đồ mà giờ á. Chồng đi đổ xăng có 1 tiếng, bên 45 phút chưa nhiều. Ở ít đó he. Đâu giờ sao? chồng biết chồng trai rồi Sai hả? Bỏ tôi ở nhà đi chơi với gái sai hả? rồi Sai gì mà sai? Thôi đi đi ra, đi túc theo nó luôn đi. đi thêm nó Đi lẹ, đi đi. Trời ơi nó đang chờ ở ngoài kìa. Nè anh ơi, anh đâu rồi nè? Sao? Đi, đi lẹ. chồng đi lộn tha lỗi cho chồng đi làm sao vậy hả? Vậy là đi tha lỗi hả? không tha lỗi khi nào tha lỗi chồng mới buông không tha là chồng À, đứng ai da hoài luôn hả? rồi À, đi đi cầm chặt đầu chết mẹ. vậy là tha lỗi cho chồng đúng không Đi ra đi rồi tiếp tập hai. không tha lỗi mới buông Chết đi không? không tha lỗi mới buông Đi giùm cái đồng nội. Vậy là tha lỗi đúng không? Nói hồi nữa là chết rồi đó. À, trong hiểu rồi, ngồi Đi nhanh.